Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì như đợt trước mình có nói là mình sẽ lấy xe của mình chạy vòng vòng rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì sáng tiện hôm nay mình cần đi đến một cái chỗ đó để gặp một cái người đó. Thì sáng tiện mình sẽ lấy cái chiếc xe này của mình đi, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem trên đoạn đường mình đi ha. Với lại chiếc xe này mình đi nó sẽ như là mình trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng mong là cái trải nghiệm này của mình cũng sẽ cho các bạn biết được trải nghiệm qua là đi cái dòng xe Cafe Racer này như thế nào ha. Ok. Thì let's go. Ok. Chuẩn bị xong rồi. Lên đường đi thôi. Đóng cửa đã. Phải đóng cửa lại. Nó đi theo mình để nó quay cho mình đó mấy bạn. Ok. Đi thôi. Thì Ken nó vừa mới dừng lại để nó đi rút tiền mấy bạn. Rút tiền để đổ xe đó mấy bạn. Nè bạn thấy không, xe Ken này nó mới lên mấy cái carbon fiber này. Đẹp. Ôi, mới đi có tí xíu thôi mà cái yên xe nó nóng đít.
Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the mix, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you've stolen, ayy. Stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to touch me. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. Got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Ok thì mình tới rồi. Thì mình tới, hôm nay là mình đi cắt tóc. Mà bạn biết ai cắt tóc cho mình không? Thằng Ken. Đúng vậy, đây là tiệm cắt tóc của nó. Đẹp không mấy bạn? Chất lượng ha. Tóc của mình nó dài lắm rồi, cho nên để bắt buộc đi cắt thôi. Sao Ken hôm nay cắt được cha không Ken? Hứa không? Hứa nha. Ok. Ok, bây giờ thì đang thằng Ken nó đang ngồi dưới mệt xíu. Không biết cắt tóc gì nữa các bạn. Tóc mình dài quá rồi. Nhưng mà bây giờ mình thì lại đang muốn để kiểu dài dài nhìn cho nó bụi bụi á. Thì thế các bạn, mình đang cắt tóc gì giờ? Cắt tóc gì giờ Ken? Cắt đầu chọc à? À cắt đầu đinh tóc dài. Tao muốn cắt đầu đinh mà tao thắt bím được không? What? What the fuck? Hẹn xem đồ nghề của nó nè. Thì nguyên cái khu của mình hiện tại bây giờ là có mình nó là cắt tóc được nhất á. Cho tụi Asian. Mà nó cũng nhiều khách lắm, nhiều khách nước ngoài lắm. Thì bạn nào mà ở vòng vòng khu này thì nhắn tin cho tụi mình nếu muốn được Ken cắt tóc. Vô việc Ken ơi. Trôi qua màu, anh
sinh ra chuyện trò để bao câu về những thứ làm ta đau. Hey girl, khi em bước ra đường, đây không phải nước hoa tường mà là Louis V. Baby girl quá ngọt, em rất khác bột, anh thấy cả ý kia đang bơi trong đôi mắt em. Ok, anh đã trằn trọc suốt đêm qua đặt ra một câu hỏi là tại sao tên em không phải là Mẫn Nhi. Và nếu em có thắc mắc về vấn đề đấy thì em có thể đọc ngược nó lại đây. Trên thế giới này có hơn 7 tỷ nụ cười, nhưng mà với anh thì nụ cười của em mới là đẹp nhất. Thế nên là làm ơn, hãy để anh giúp em giữ cái nụ cười của em trên môi. Anh sẽ tán nàng, anh sẽ tán nàng, yeah. Không muốn câu kỳ cho dù nhà anh bán vàng, nhà anh bán vàng, yeah yeah. Anh đưa em đi vi vu dạo phố quanh Hồ Tây, tap vào sơ cổ cây nhớ một thêm nước vào mình ngồi trà đá em châm cho anh phê thuốc lào. Tay yeah, không to, không như lòng mơ, tay vẫn say cỏ, tên anh là phóng cơ. Vì anh cũng chỉ muốn cảm nhận em từng thời gian, nụ cười thật tươi, thật nhiều vũ thời trang. Baby no flexing, em biết em là ai, vì một ngày nào đó chứ không phải ngày mai. Cộng thêm một suất đi ăn Hồ Tây, xong rồi cà phê dưới phố, phiền em make up đi ngay và luôn anh đang chạy đến đi đón em. Một bông xanh ngát anh đem tặng em, anh mong rằng em sẽ tươi nó. Có thể là em sẽ cảm thấy cái bài hát này nó quá là xiên xúa, quá là alo alo, nhưng mà nếu mà em dậy sớm buổi sáng, em hãy cứ pha cho mình một cốc trà, yeah, và bật bài nhạc này lên, anh nghĩ là nó sẽ làm cho em vui. Ấy, peace out. Sao các bạn? Fresh Ken fresh ha. Ok, là quay cho fresh. Để fresh ha. Để fresh không? À, nhìn fresh này. Fresh đó. Thấy chưa? Là mình đảm bảo với mấy bạn là mấy bạn tới đây các bạn sẽ không hối hận đâu. Mấy bạn sẽ hối tiếc. Hy vọng luôn rồi. Hối tiếc là tại vì không có tại sao mình lại tới đây. À, tóc quá bồng bềnh luôn. Đây phải uống nữa các bạn. Ken có nhận uống với lại nhậm luôn hả Ken? Ok, cảm ơn Ken đã đồ má tài trợ cho cái đầu đi chơi lễ. Alright. Ok, thì mình cắt tóc xong rồi thì bây giờ mình đi về thôi. Mình đậu lên lề luôn mấy bạn. Ở đây không có chỗ đậu, đậu lên lề luôn vẫn được nha. Đây, đây là khu city á, không sao hết. Rồi thì bây giờ mình đi về. Chắc cái video này mình sẽ dừng hết tại đây thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Ok, bye. Sorry. What kind is it? This is a Yamaha. Yamaha? Yeah. I think. It's new, no? Pretty new? Sorry? Is it pretty new? It's a 2015. Yeah. Yeah. That's nice body. Thank you.